hiện diện trên sân khấu, tình yêu của chúng ta lúc này đây là hai gương mặt rạng ngời tràn đầy hạnh phúc của đôi bạn trẻ Duy Hưng và Thu Hảo. Họ chính là đôi người đẹp nhất, lộng lẫy nhất của chúng ta ngày hôm nay thưa quý vị. Và tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng cầu chúc cho đôi bạn trẻ sẽ mãi mãi là những người bạn đời thật tâm đầu ý hợp của nhau bằng những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt thưa quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều tất cả quý vị quan khách. Và kính thưa quý vị thân mến, có con đường nào mà không có đích đến, nhưng làm sao quên được những nơi đã bắt đầu. Và để hai bạn có được hạnh phúc trọn vẹn như ngày hôm nay thì làm sao quên được công ơn sinh thành dưỡng dục của những người làm cha, làm mẹ. Và cũng chính vì ý nghĩa cao cả đó, ngay lúc này đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình cùng tiến về sân khấu tình yêu để ra mắt quan viên này họ. Và quý vị quan khách xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị, về phía đại diện họ nhà trai thì con xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Duy Dũng và bà Phạm Thị Tâm là song thân của chú rể Duy Hưng. Và xin được trân trọng kính mời vị đại diện của họ nhà trai, trân trọng kính mời mẹ nuôi của chú rể, trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Hồng, trân trọng kính mời ông bà sẽ cùng tiến lên sân khấu chung vui cùng với hai con của mình. Và cùng song hành với gia đình họ nhà trai, chúng tôi xin được trân trọng kính mời gia đình họ nhà gái đến từ quê hương Hòa Bình. Xin được kính mời ông Trần Cử Lãng, bà Nguyễn Thị Tân là song thân đấng sinh thành kính yêu của cô dâu Thu Hảo. Xin mời ông bà cùng trở về sân khấu ra mắt huân trường và để chúc hạnh phúc trăm năm cho hai con của mình. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện gia đình họ nhà gái bà Bùi Thị Thơm là người bác kính yêu của cô dâu cùng trở về sân khấu. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, hiện diện trên sân khấu tình yêu của chúng ta lúc này đây là hai gương mặt tràn đầy hạnh phúc của đôi bạn trẻ Duy Hưng và Thu Hảo. Và bên cạnh đó là niềm vui, niềm phấn khởi của những đấng song thân thưa quý vị. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay được sự đồng ý của chính quyền địa phương, gia đình ông bà Nguyễn Duy Dũng trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Chư Sê vui mừng được viết chung tên trên cánh thiệp hồng cùng gia đình ông bà Trần Cử Lãng trú tại tổ dân phố 1, Trung Minh, Hòa Bình. Và đó cũng chính là lý do trịnh trọng của buổi lễ tân hôn ngày hôm nay. Và một lần nữa, đôi hương cùng hai bên gia đình xin được ra mắt toàn thể quý vị và một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt của tất cả quý vị để cùng chúc mừng thưa quý vị. Xin được cảm ơn rất nhiều tất cả quý vị quan khách. Và kính thưa quý vị thân mến, trên sân khấu tình yêu lúc này đây là những hình ảnh đầu tiên của một mái ấm gia đình. Một mái ấm mà ở đó được kết tinh bởi một tình yêu đẹp. Tình yêu của cô gái Thu Hảo dịu dàng dễ thương đến từ quê hương Hòa Bình đã dành trọn vẹn cho chàng trai Duy Hưng, một chàng trai của người con Tây Nguyên thưa quý vị. Và ngày hôm nay, hai bạn cũng như hai bên gia đình đang nhận được rất nhiều những tình cảm đến từ tất cả quý vị quan khách đã nhận thời gian quý báu để đến chung vui và chúc hạnh phúc trăm năm cho hai bạn. Và cũng chính vì điều đó, ngay lúc này đây, xin mời tất cả quý vị cùng đón nhận lời cảm ơn chân thành nhất đến từ vị đại diện gia đình họ nhà gái. Xin được trân trọng kính mời bác Bùi Thị Thơm, người bác kính yêu của cô dâu sẽ gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Xin kính thưa các cụ ông, các cụ bà, kính thưa các bác, các anh, các chị, các bạn thanh niên nam nữ về chung vui cái buổi lễ thành hôn của hai cháu hôm nay. Kính thưa các vị đại diện cho chính quyền địa phương, kính thưa các đồng chí đại diện cho hai cơ quan hai cháu đang công tác, tôi là thay mặt cho nhà gái là bác của cháu Thu Hảo được rất là vinh dự hôm nay được về dự cái buổi lễ thành hôn của hai cháu. Đoàn nhà gái chúng tôi thành phần là có đầy đủ các cô dì chú bác cũng vào dự cái buổi lễ thành hôn của hai cháu. Thế báo cáo các cụ công bà là cháu Hảo nhà tôi thì tuy có lớn nhưng mà chưa có khôn, thế nên là cháu được làm dâu con của các cụ công các bà thì được sự quan tâm giúp đỡ của công các bà, nhất là bà Tâm Dũng để giúp đỡ cháu thế nào mà trở thành cô dâu hiền, cháu Hưng là rể thảo của hai họ chúng ta. Thế một lần nữa thay mặt họ nhà gái chúng tôi không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn
sự đón tiếp của nhà trai rất là nồng hậu đối với nhà gái chúng tôi. Cuối cùng xin kính chúc các vị đại biểu và toàn thể các bác anh chị lời chúc sức khỏe và kính sang chuẩn bị sang đón xuân mới thêm một tuổi mới và gia đình an khang thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn những tràng pháo tay thật thường của tất cả quý vị đã cùng dàn đến cho vị đại diện của họ nhà gái chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, trai vui thì gái cũng mừng, hôm nay hai họ tưng bừng hân hoan, nhà gái hân hoan mừng trễ thảo, nhà trai hớn hở đón chồng hiền. Và để câu chuyện của chúng ta được nối liền thì xin mời vị đại diện của họ nhà trai cũng có đôi lời gửi đến tất cả quý vị. Xin được trân trọng kính mời mẹ nuôi của chú rể. Kính thưa các bác đại diện cho chính quyền khu vực sở tại, kính thưa các đồng chí đại diện cho hai cơ quan đoàn thể nơi hai cháu đang công tác, thưa hai họ, thật đúng là cả năm mới có một ngày, cả ngày mới có một giờ và cả giờ mới có một ngày hôm nay, tức là ngày lễ vu quy, lễ thành hôn cho hai con hai cháu chúng ta. Thế thì về phía họ nhà giai chúng tôi hôm nay thì có ba mẹ cháu và có đầy đủ cô dì chú bác các bác là những vị chức sắc đại diện cho bên nội và bên ngoài cũng có mặt đầy đủ để dự lễ cũng như là chứng kiến cái lễ ăn hỏi cái lễ cưới của cháu ngày hôm nay. Xin được thay mặt cho họ nhà giai gửi lời tới kính chúc sức khỏe, chúc mừng các quý vị đại biểu, các cụ ông cụ bà, các bác anh các chị đã dành hết tâm đắc và đến để dự cái lễ cưới của hai con hai cháu của chúng ta. Dạ, xin kính thưa các quý vị, các cụ ông cụ bà, các bác anh các chị và các đồng chí, ngày hôm nay là cái ngày rất là vui của gia đình họ nhà giai chúng tôi. Chúng tôi được thêm một đứa con dâu mới nữa, tức là cháu Thu Hảo, và cũng thay mặt cho họ nhà giai xin cảm ơn họ nhà gái đã vượt đường xá rất xa xôi từ đất thành phố Hòa Bình bay trăm ngàn cây số đã về tới Gia Lai Kon Tum để đưa cháu về làm dâu làm con trong gia đình. Và một điều rất đặc biệt đó là đã đưa cháu đến tận nhà và trao tận tay cho ông bà Tâm Dũng. Điều này tôi xin thay mặt cho họ nhà giai xin cảm ơn các ông các bà họ nhà gái đã đưa cháu về tận nơi. Và một lần nữa được xin chân thành cảm ơn và chúc các vị một bữa tiệc rất là ngon miệng. Xin chân thành cảm ơn. Xin được cảm ơn rất nhiều những tràng pháo tay thân thương của quý vị đã dành đến cho hai vị đại diện của hai bên gia đình buổi trưa ngày hôm nay. Đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể quý vị quan khách đã dành thời gian và ngọc để đến chúc vui và chúc hạnh phúc trăm năm cho hai con của mình. Và kính thưa quý vị thân mến, đúng quả thực là như vậy. Theo lời chia sẻ của hai vị đại diện hai bên gia đình, kể từ ngày hôm nay, trong vòng tay yêu thương của tất cả quý vị quan khách, trong vòng tay yêu thương của hai đại gia đình, thì mảnh đất Tây Nguyên đại ngàn đầy nắng và gió đã có thêm một nàng dâu hiền, và quê hương Hòa Bình đã có thêm một chàng trai quý, thưa quý vị. Và ngay lúc này đây thì chương trình chúng tôi xin được một tràng pháo tay thật nồng nhiệt đến từ quý vị nữa để cùng chúc mừng đại gia đình hạnh phúc trên sân khấu tình yêu. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Vâng, và kính thưa quý vị, tình yêu luôn được bắt đầu từ sự ngọt ngào. Và Tháp Ly ngày hôm nay cũng bắt đầu trong một cuộc sống hôn nhân đầy ấm êm và hạnh phúc của Duy Hưng và Thu Hảo của chúng ta, thưa quý vị. Giờ đây xin mời đôi bạn trẻ chúng ta hãy cùng tiến đến Tháp Ly, cùng chung tay rót rượu sâm anh, khai thông cho một tình yêu tươi sáng, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Xin mời cô dâu và chú rể. Hạnh phúc trong cuộc đời của mỗi con người đó chính là tìm được một tình yêu đích thực, tìm được một nửa của cuộc đời mình để cùng yêu thương và cùng sẻ chia những buồn vui và xúc cảm trong cuộc sống, thưa quý vị. Và thật hạnh phúc biết bao khi được cùng người ấy nắm tay nhau bước đến thiên đường của hạnh phúc, thiên đường của tình yêu, đó chính là hôn nhân gia đình. Và kính thưa quý vị quan khách thân mến,
điều đặc biệt nhất, tuyệt vời nhất ngày hôm nay là trước sự chứng kiến và sẻ chia của tất cả quý vị thì tình yêu của Thu Hảo và Duy Hưng đã chính thức được lên ngôi. Và một lần nữa xin được thay lời cho gia đình và Đoan Hương xin được cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị đang có mặt trong hôn trường của trưa ngày hôm nay để cùng chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho hai bạn. Vâng, và kính thưa quý vị, ngày hôm nay đôi bạn trẻ của chúng ta cũng không quên được công ơn sức thật và dưỡng dục của cha mẹ. Vì vậy ngay sau đây xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng dâng những ly rượu hiếu, rượu tình lên cha mẹ trong ngày vui, ngày hạnh phúc nhất của đời mình. Xin mời cô dâu và chú rể. Và ba ly rượu hồng đầu tiên xin mời hai bạn cùng dâng lên để dâng lên người cha và hai người mẹ kính yêu của chú rể Duy Hưng. Xin mời ạ. Kính dâng cha mẹ tỏ lòng biết ơn. Và hai ly rượu hồng tiếp theo xin mời hai bạn cùng nhận lấy để dâng lên mẹ và bác kính yêu của cô dâu Thu Hảo. Xin mời. Và kính thưa quý vị, con khách thân mến, ngày hôm nay rất là đặc biệt đối với chú rể Duy Hưng. Và em có tới 3 người mẹ đúng không ạ? Rất tuyệt vời. Và giờ đây xin mời em cùng quay trở lại với phần trung tâm của sân khấu và đứng bên cạnh cô dâu Thu Hảo và nhận hai ly rượu hồng tiếp theo để cùng tay trong tay uống với nhau ly rượu sau bơi. Vâng, và kính thưa quý vị, ngày hôm nay hòa chung niềm vui và niềm hạnh phúc cùng với cô dâu chú rể cũng như hai bên gia đình. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nâng ly và cho một tiếng thật to để chúc mừng hạnh phúc cho Duy Hưng và Thu Hảo của chúng ta. Thưa quý vị, nào xin mời hai bên gia đình chúng ta cùng tiến lên một bước và cùng ly nhau ạ. Và xin mời tất cả quý vị ạ, ly của quý vị đâu ạ, xin mời tất cả quý vị. 1, 2, 3. Xin được chúc mừng, chúc mừng ông và chú rể cho năm chủ nhân và bạn cầu nguyện chú rể. Xin chúc cha anh em gia đình từ nay đã có dâu hiền và sẻ quế. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay xúc họp chúc mai tình trong một tháp nghĩa dài trăm năm. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các đại diện của hai bên gia đình rất nhiều. Trân trọng kính mời cô chú và đôi bạn trẻ chúng ta hãy cùng tiến đến từng bàn liền để cùng nhận lấy những lời chúc phúc và ngào đến từ tất cả quý vị ạ. Xin trân trọng kính mời. Xin được cảm ơn rất nhiều những vị đại diện của hai bên gia đình. Và giờ đây xin mời cô chú cùng quay trở lại với bàn tiệc danh dự của mình và chờ đợi chương trình chúng tôi trong ít phút nữa. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa toàn thể quý vị khách quý đang có mặt trong buổi lễ thành hôn của hai cháu Duy Hưng và Thi Hảo hôm nay. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho Hội đồng Hương Thanh Hóa xin gửi tới toàn thể quý vị khách quý một lời chúc sức khỏe và một lời chào thân ái. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay phải nói là một ngày đẹp nhất, ngày hạnh phúc nhất của hai cháu. Tôi rất vinh dự được đại diện và thay mặt cho hơn 100 Hội đồng Hương Thanh Hóa đang làm ăn và sinh sống tại Chư Sê Gia Lai. Hôm nay tôi gửi món quà này tuy là rất đơn giản và gọn nhẹ thôi, thế là nhưng mà nó mang đậm sắc tình nghĩa, tình thương của hơn 100 Hội đồng Hương Thanh Hóa gửi gắm vào đây. Xin chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Cuối cùng xin chúc toàn thể quý vị khách quý có một buổi tiệc kia vui vẻ và hạnh phúc. Nóng rồi, bây giờ nóng. Thank you.
thể chương trình giao lưu nhạc xin phép được bắt đầu. Tôi xin gửi tới toàn thể hội trường bài hát Tìm Em qua câu dân ca. Tới quý vị và mong quý vị lắng nghe bài thơ mang tựa đề Được Mời Đám Cưới. Được hân hạnh hai gia đình mời tới dự liên hoan lễ cưới hôm nay, tơ hồng sao khéo xe dây lứa đôi chim trẻ về đây một nhà, mừng hạnh phúc đó hoa tươi đẹp của vườn xuân nở rộ sáng mai. Dâu hiền dễ thảo cả hai, tuyệt vời gái sắc trai tài gặp nhau, lứa duyên đã bén từ lâu, môi son đã biết cô dâu uốn tình, ửng hồng đôi má lấp lánh dáng cô thích nữ hiền lành nết na. Mời hai họ nhìn qua chú rể dáng thanh cao khỏe trẻ đẹp trai, xin được cảm ơn. Xin được cảm ơn rất nhiều món quà âm nhạc đến từ gia đình họ nhà trai thưa quý vị. Và kính thưa quý vị quan khách thân mến, theo lời chia sẻ từ người mẹ kính yêu của chú rể, ngày hôm nay gia đình họ nhà gái và người mẹ của chú rể
bay hơn 1.000 km để trở về đây, trở về với mảnh đất Tây Nguyên đại ngàn đầy nắng và gió, và mang đến cho mảnh đất Tây Nguyên một cô dâu rất xinh đẹp, đúng không ạ? Thì giờ đây xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của Trần Tiến qua ca khúc Vòng Tay Cầu Hôn. Và ca khúc này An xin được gửi lời mời đến tiếng hát của chú Thành, xin được trân trọng kính mời. Và hôm nay Tây Nguyên có cái nắng, có cái gió, hát Vòng Tay Cầu Hôn. Tối hôm nay là u 63 số 4 rồi, chẳng còn gì mất nữa. Anh em từ Thanh Hóa vô đây là người ta đã từ miền Nam, từ Bắc, Bắc vô miền Nam rồi. Một sơ miên thường anh bắt giống rồi xa quê hàng kêu vàng hay cờ tỏ sáng siêu thương bổ cúc tình cơ đời dương tương anh sống đưa xinh đẹp sẽ tiếp nối chương trình. Trân trọng kính mời giọng ca cô Thanh Nhàn ạ. Chúc mừng hạnh phúc hai cháu. Tôi cũng có vui một bài.
là tôi đến từ đất nước Lào. Tôi rất muốn tất cả cái hồi hôn cho tôi một tràng vào tay ạ. Ok thế rồi. Mời giọng ca cô Thủy Xuyên. Sau đây, thí sinh xin gửi đến quý vị một bài hát mà nếu ai có đã lỡ giận thì chúng ta hãy khoan khoan hãy giận. Đó là bài hát Giận và Thương. Thank you.
một chữ tiếng Anh. Phải tự trở lại với chương trình Sao Lâm Nhạc Chúc Hạnh Phúc. Thì giờ đây xin mời quý vị cùng tiếp tục đón nhận món quà nhạc đến từ gia đình họ nhà trai. Xin được mời tiếng hát của chú Hải cùng trở về sân khấu sẽ dành đến cho quý vị với ca khúc Hát Nữa Đi Em. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hát đi em, lời bài sông cả đã hát nữa đi em, ta chưa hết bàn hát nữa. Được gửi lời mời đến tiếng hát của chú Huyền qua ca khúc Thương Về Miền Trung. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hát bài khác với chủ đề Xin Gần Gọi Tên Nhau. Trân trọng kính mời giọng ca của cô Loan sẽ tiếp nối chương trình. Trân trọng kính mời giọng ca cô Loan. Chúc hai họ và quý khách một bữa tiệc vui vẻ và chúc cô nhau chú rể được trăm năm hạnh phúc, và sau đó gửi cho bạn nhà nữa vòng trân. Thank you.
xa.